bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền." Kính thưa anh chị em, trong một lần thị kiến, Đức Mẹ Bảo Thánh Faustina đã không chỉ là nữ vương thiên đàng, nhưng còn là người mẹ của lòng thương xót. Bắt nhật sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Đức Mẹ được lên trời và được tôn vinh là nữ vương hoàn vũ. Bài tin mừng hôm nay đã thuật lại cho chúng ta về biến cố truyền tin. Sứ thần Gabriel đã mang sứ điệp của Chúa đến với mẹ. Sứ thần kính chào mẹ là đấng đầy ân phước và loan tin rằng mẹ là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang Con Thiên Chúa, đấng cao trọng, nhập thể làm người. Sau những lời thắc mắc nhưng được sứ thần giải thích, mẹ đã nhận ra ý Thiên Chúa và đáp lời Phi-át, lời xin vâng. Trong sự nhìn nhận mình là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, "Vâng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin thực hiện nơi tôi điều sứ thần truyền." Đoạn tin mừng không kể cho chúng ta một Maria nữ hoàng, nhưng cho thấy một nữ tỳ khiêm cung của Thiên Chúa, và chính đấng quyền năng đã làm nên điều vĩ đại nơi mẹ Maria như lời mẹ đã hát lên: "Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ đến đời kia người ta sẽ khen tôi diễm phúc." Thiên Chúa đã ban nhiều đặc ân cho mẹ Maria: đấng vô nhiễm nguyên tội, đấng là mẹ Thiên Chúa, đấng trọn đời đồng trinh, đấng được cất lên trời cả hồn lẫn xác, và hôm nay được gọi là nữ vương hoàn vũ, được đội vương miện trên thiên quốc. Tước vị này được khởi đi từ những đau khổ và gian nan, chứ không phải từ vinh quang trần thế. Nhưng cũng tựa như người con yêu dấu của mình là Đức Giêsu tỏ rõ địa vị Kitô vua khi bị treo trên thập giá, thì Đức Maria cũng vậy, hình ảnh mẹ đứng dưới chân thập giá của con mình là hình ảnh đẹp nhất nói lên mẹ chính là nữ vương nhân loại. Ngày hôm nay, mẹ tiếp tục sứ vụ nữ vương ấy qua danh hiệu mẹ của lòng thương xót. Mẹ nhắc nhở đoàn con, khuyên nhủ, hướng dẫn, hộ phù, cầu Chúa ban ân nâng đỡ vì không muốn một người con nào hư mất. Thưa anh chị em, Thánh Teresa hài đồng kêu lên:
Đức Maria là người mẹ hơn là nữ vương. Có lẽ mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm nhận sự gần gũi với Đức Maria trong tư thế người mẹ yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, đồng thời cũng là mẫu gương cho ta noi theo. Mẹ là nữ vương, theo nghĩa, mẹ có thể cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho ta, là máng thông ơn Thiên Chúa cho ta trong hành trình theo Chúa. Ta hãy có một quyết tâm nhỏ thôi, mỗi tối trước khi ngủ, chúng ta đọc ba kinh kính mừng để bày tỏ lòng tôn kính, yêu mến Đức Mẹ. Ta cũng tập ghi nhớ và suy niệm trong lòng những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc đời ta như Đức Mẹ và quyết tâm sống noi gương Mẹ. Lạy Mẹ Maria, con chúc tụng Mẹ là nữ vương hoàn vũ và cũng là người Mẹ đáng kính yêu của con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con mỗi ngày. Amen. Xin cảm ơn anh chị em.